Hello, xin chào. Chào các bạn đã quay trở lại với kênh vlog của mình. Ngày hôm nay mình sẽ giới thiệu và review cho các bạn một loại bìm khá là mới trên thị trường bìm hiện nay, đó là bìm Jubex Angle. Đây là hàng nội địa Trung. Bìm Jubex thì hiện tại có hai loại, đó là Jubex thường và dòng cao cấp hơn một chút là Jubex Angle. Thì đây là bạn mình mua là dòng cao cấp hơn một chút là Jubex Angle. Đây là bìm của nội địa Trung và giá thành hiện nay rất là rẻ. Khi mà mình mua thì nó rơi vào khoảng một bìm này là size S dành cho từ trẻ sơ sinh từ 4 đến 8 cân. Loại này là mình mua size S trẻ sơ sinh từ 4 đến 8 cân thì giá một bìm gồm 90 miếng, một bìm gồm 90 miếng là 265.000 thì mình mua có mã giảm giá còn 220.000 thì chia ra thì là giá một miếng rất là rẻ, giá một miếng mịn rất là rẻ. Còn bây giờ thì mình thấy giá hầu hết mọi người bán là 240 đến 245.000 một bịch chín miếng. Đây là bịch dán, ngoài ra thì nó còn có lại bịch quần nữa. Trong một bịch đấy sẽ có một cái bao tải khá to, gồm 6 túi này, 6 túi nhỏ như thế này, và một túi nhỏ này thì sẽ gồm 15 cái bìm. Đây, còn tổng cộng là 90 miếng. Mình thấy các mẹ đã sử dụng rồi thì khen bìm này rất là nhiều vì nó mỏng, mềm và thấm hút tốt. Và các mẹ review này dùng thích hơn bìm Jubex thường rất là nhiều. Đây, và cận cảnh em nó. Mình thấy nó khá là mịn. Mình chưa dùng vì mình đang sử dụng bìm hết việc bìm bóc bì cho con rồi, mình mới chuyển sang bìm này. Khá là nhỏ xinh. Nếu mà bìm này mà mình dùng cảm thấy ưng thì mình sẽ trung thành với nó vì giá nó khá là rẻ. Mình thấy các mẹ review là dùng thích hơn bóc bì và giá thì ngang cho cái xem cho cái bóc bì. Khi mà mình đi đâu thì mình có thể nếu mà cần chỉ tầm khoảng 15 cái như này thôi thì mình sẽ mang luôn một cái bìm đi rất là tiện. Bao bì của nó đựng 6 túi này thì là chất liệu như là bao tải khá thân thiện với môi trường. Về hạn sử dụng thì túi này mình mua hạn sử dụng là sẽ trong 3 năm, từ sản xuất năm 2019 hạn sử dụng đến năm 2022, khá thoải mái. Bây giờ giá chỉ có 245.000 cho một bình size S 90 miếng thôi. Nó có size S từ 4 đến 8 cân, size M từ 6 đến 11 cân, size L từ 9 đến 14 cân, XL từ 12 đến 17 cân, thoải mái đến tận 17 cân size XL. Các bạn có thể tham khảo và tìm hiểu loại chọn mua loại bìm nào phù hợp với kinh tế cũng như là với bé nhà mình nhất. Hãy đăng ký kênh để ủng hộ cho những video lần sau.